và đặt cái nhang mũi là trên ngay chỗ cái giấy cạc tông và khung giấy cạc tông, và cạnh đó là có cái quạt máy để thổi trong quá trình ngủ, và lâu dài thì nó tạo cho cái bùng phát thành cái ngọn lửa, từ chỗ đó là nó gây ra cháy lan qua các vật dụng xung quanh, dẫn đến là cháy lớn trong toàn bộ của cái ngôi nhà. Có thưa đồng chí, thì qua cái vụ cháy vừa rồi thì cái bài học kinh nghiệm lớn nhất mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy rút ra để mà chỉ đạo về công tác phòng cháy đến chữa cháy sau này là gì? Thì phải nói rằng là cái nguyên nhân mà dẫn đến thương vong là do cái sập đổ công trình từ ngay chỗ cái sàn bê tông đúc giả, dưới cái tác động của cái nhiệt độ cao, khói nhiều và khuất cái tầm nhìn của cán bộ chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ, trong một cái yếu tố bất ngờ thì dẫn đến cái sự sập đổ toàn bộ công trình và dẫn đến thương vong. Và chính cái thương vong này chúng tôi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm xương máu, trong đó là có cái bài học về công tác nắm tình hình tại cái hiện trường xảy ra cháy, thì đòi hỏi là chúng ta nắm chắc được tình hình, nhận định được tình hình, có những cái kỹ thuật, những cái chiến thuật phù hợp thì vừa dập tắt được nhanh đám cháy, nhưng mà đồng thời cũng là đảm bảo được cái sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi mà vào làm nhiệm vụ tại các khu vực nguy hiểm. Phải nói rằng là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là có rất nhiều các cái cơ sở, cái dạng như là cái nhà ở hộ gia đình vừa kết hợp với kinh doanh, thì phải nói rằng cái đối tượng này thì hiện nay là chúng tôi cũng hết sức là quan tâm, vì một là cái số lượng chất cháy trong cái phục vụ cho cái kinh doanh thì cũng rất là nhiều, sử dụng cái thiết bị tiêu thụ điện